Đây là combo số 2 nha quý vị. Combo này cũng có 10 cây sâm hương 200, anh nào mua tôi gọt nhỏ gọn lại vậy ha. Đây cây số 1 nè. Đây cây số 2 nè. Số 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10. Rồi xuống luôn ha quý vị ha, 10 cây nha. Cái cây này là cây Indo nha quý vị. Đó. Lô này cũng có mấy cây Indo đó mà sẽ cắt chuỗi chơi này tôi cũng phân biệt ra nha. Có thể cây này Indo đó. Rồi 10 cây hay xuống nha quý vị.